Chiều qua ngày 1 tháng 3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Sở Văn hóa Thể thao Viện Pháp Việt Nam tại Đà Nẵng đã tổ chức khai mạc triển lãm tranh Portrait of Farmer, chân dung phụ nữ trong chuỗi sự kiện về chuyên đề Phụ nữ Việt Nam của 15 nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và Huế. Những bức ảnh và tranh được trưng bày trong triển lãm chân dung phụ nữ là kết quả từ hai khóa workshop do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Huế diễn ra vào tháng 1 vừa qua. 15 nghệ sĩ trẻ đã thực hiện bộ ảnh về chủ đề phụ nữ Việt Nam dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia Michaelan, Bình Đặng và Nicola Cune. Các tác phẩm không hướng đến sự xuất sắc trong nghệ thuật hình ảnh, mà là dịp để những tác giả trẻ có cơ hội thể hiện bản thân bằng những chuỗi hình ảnh mà khi đặt cạnh nhau sẽ tự mình kể nên những câu chuyện đầy rung cảm. Thông qua việc xử lý đề tài theo cách thức đương đại, đó là những suy ngẫm về giới, một góc nhìn thân thương về bà nội hay về vai trò của người phụ nữ trong đời sống thường nhật. Các tác giả trẻ tham gia triển lãm đã đem đến làn gió mới cho những đề tài tưởng như đã cũ, lột tả những khía cạnh rộng hơn, thú vị hơn, thay vì chỉ tập trung vào những lối mòn quen thuộc. Triển lãm chân dung phụ nữ mở cửa tự do từ ngày 1 đến ngày 23 tháng 3 năm 2022 được xem là một món quà tinh thần ý nghĩa nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 sắp đến.